Thưa quý vị, thời đại, cái thế kỷ này, thưa với quý vị, cái sự mà gọi là tin tức nó bén nhạy và tình báo của các nước như của Hoa Kỳ, của Anh, của Pháp, kể cả của Trung Cộng, thưa với quý vị, hết sức là cũng bén nhạy, và cái sự thông tin liên lạc biết rõ với nhau, nên người ta đưa ra một số sự kiện cho chứng tỏ rằng giải pháp hòa đàm đề nghị do ông Tập Cận Bình đề nghị chỉ là một cái ngụy hòa mà thôi. Đây là sự kiện. Đài RFI của Pháp đăng ngày 27 tháng 4 năm 2013 cho biết hôm 26 tháng 4 có cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, lần đầu tiên gọi điện thoại cho Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky. Ông Tập Cận Bình kêu gọi hòa bình. Kêu gọi hòa bình. Đây là lần thứ hai ông kêu gọi hòa bình giữa Nga và Ukraine, mà Nga là nước xâm lược. Tây Phương đã nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh sự kiện này, có hoan nghênh nhưng đồng thời tỏ thái độ dè dặt, nghi ngờ thứ hòa bình do ông Tập Cận Bình chủ trương sớm trở lại Ukraine đó là một cái mưu kế chứ không phải là một cái thiện tâm thiện chí muốn có cái hòa đàm. Mỹ là một quốc gia đi đầu trong việc giúp đỡ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, là một trong những nước đầu tiên hoan nghênh sự kiện Chủ tịch Tập Cận Bình rốt cuộc đã chấp nhận nói chuyện với Tổng thống Ukraine, là một điều tốt. Ngoại giao của Hoa Kỳ họ khéo léo, thưa quý vị, khen trước rồi mới dùng cái chữ gọi là nặng sao. Việc đầu tiên là nói ông Tập Cận Bình hồi đó giờ nói chuyện gì thì nói với Nga, ông Putin chứ không bao giờ đụng tới ông Zelensky của Ukraine. Kỳ này đặc biệt kêu điện thoại trực tiếp với ông Tổng thống của Ukraine. Hoa Kỳ nói cái đó đều good, good. Nhưng mà trong cái good đó thì ông nói chữ nhân. Thường thường ngoại giao cũng nói chữ nhân, chữ tuy nhiên. Thưa quý vị, cái câu sau, cái preposition and subordinate, cái câu sau, cái mệnh đề phụ đó trở thành một vấn đề chính. Đây là nhưng điều đó có thể dẫn đến một sáng không dẫn đến một sáng kiến, một đề nghị hay kế hoạch hòa bình nghiêm túc nào, chân chính hay nào. À, mới vừa khen cái là điều tốt khi nói chuyện kêu trực tiếp điện thoại đối thoại với ông Tổng thống Ukraine lần đầu. Nhưng mà nói vậy chứ không phải vậy, mà tệ hơn vậy nữa. Tức là chưa cái cuộc nói chuyện đó, không có đề nghị một kế hoạch hòa bình nghiêm túc hay là chân chính nào. Tức là thưa với quý vị, nếu chúng ta dùng tiếng Việt Nam nói, tức là ông gài độ một số gọi là ngụy hòa chứ không phải hòa đàm. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu, ông Joseph Borrell, Liên Âu là gồm có hai mươi mấy nước đó thưa quý vị, kết hợp lại họ gọi là Liên Âu, cũng hoan nghênh cho đấy là một bước đầu tiên quan trọng
tiến tới hòa bình, nhưng không phải là bất kỳ hòa bình nào, mà phải là một hòa bình công bằng, công nhận các quyền của con người, của người dân Ukraine, cũng như chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và nhân dân Ukraine. Khen một cái mà nói một cái hòa đàm gì mà không nhấn mạnh tới một cái sự tồn tại của một quốc gia đương chiến tranh, hay làm coi như là phủ nhận hoàn toàn cái hòa đàm mà không nói tới cái quyền lợi gì của một cái nước đương chiến tranh, mà chỉ nói cái gì có lợi cho cái nước đương gây chiến đó. Liên Âu ý kiến họ, Bộ Ngoại giao Pháp, anh Pháp này thưa với quý vị, nhiều người cũng trách lắm, ông Tổng thống Macron ông ưa hái nho trái mùa, trong khi Liên Âu trong đó có Pháp là một cái nước mạnh thứ hai nhất, mạnh thứ nhất là Đức đó. Đức thì chống Putin hết cỡ nói, nhưng mà ông Macron thì ông hái nho trái mùa, ông đi qua Trung Cộng, ông muốn gặp ông Putin để mà bàn một cái giải pháp hòa đàm, nhưng mà không có đi tới đâu hết. Nên một số nước người ta nói là ông Macron chuyện nhà không có lo. Thưa với quý vị, cái chuyện mà ổng hạ cái tuổi hồi hưu, tăng một tuổi hồi hưu 2 năm đó, nghĩa là dân chúng và các nghiệp đoàn của nước Pháp, công nhân của nước Pháp đó, biểu tình hôm nay là cái mấy tháng trời mà có lúc lên tới mấy triệu người mà ổng chưa giải quyết. Ổng lợi dụng có một cái điều mà hiến pháp cho phép, ổng đưa cái đề xuất mà tăng tuổi, ổng đưa ra thành luật, ổng ban hành luôn thành luật, thành ra cuộc biểu tình thưa quý vị còn đương kéo dài. Người ta chê ổng cái chuyện nhà chưa lo mà lo chuyện thiên hạ, mà phải lo chuyện thiên hạ được lòng lại không được lòng đó. Nhưng mà trong cái này thì ổng cũng khen, ổng cũng như cái cách ngoại giao của những cái nước Tây phương, cũng khen trước rồi chê sau. Bộ Ngoại giao Pháp cũng đánh giá tích cực việc ông Tập Cận Bình và Lý Sinh Kỳ nói chuyện với nhau. Dường như là những cái nước Tây, bên phía Tây phương đó thưa quý vị, họ có bàn bạc với nhau trước khi có cái phản ứng đối với cái giải pháp hòa đàm của ông Tập Cận Bình đưa ra. Dường như họ có bàn, thành ra ai cũng khen trước rồi chê sau, mà chê những cái điều mà khó để mà biện minh. Một trong những ý nghĩa quan trọng của việc Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu nói chuyện với ông Zelensky, cử một phái đoàn Trung Quốc của Ukraine qua Ukraine. Cái này là có hành động à, chứ lúc trước là ông Tập Cận Bình chỉ nói mà thôi. Mà khi Cộng sản nói thì người ta nhớ lại cái câu của ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, có thể nói suốt đời là chống Cộng, ông có nói đừng nghe những gì Cộng sản nói, mày hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thành ra họ không nghe, mà họ không nghe, bằng đầu họ khen cho nó vui chơi vậy, rồi họ chê cái không có một cái hành động gì của Trung Cộng tỏ ra muốn hòa đàm, mà chỉ có những cái lời muốn làm một cái cuộc ngụy hòa để giúp cho cái ông Putin. Một trong những ý nghĩa quan trọng chỉ có một cái là ông Tập Cận Bình ông có cử một cái phái đoàn, cử cái phái đoàn của Trung Quốc đi qua Ukraine. Cái này, cái hành động này đó thì cho thấy rằng, nghĩa là ông
Tập Cận Bình qua cái hòa đàm mà ông đề nghị, thì bây giờ kỳ này sau kỳ trước thất bại, không nói gì tới ông tới Ukraine, kỳ này lại nói cử một cái phái đoàn của Trung Cộng đi qua Ukraine, nhưng Bắc Kinh không thông báo lịch trình chuyến thăm của phái đoàn Trung Cộng qua Ukraine, mà chỉ cho biết trưởng phái đoàn là ông Lý Hùi, cựu đại sứ Trung Quốc ở Nga, một người đã làm việc ở Moscow trong 10 năm, tức là vào thời điểm cuộc chiến ở Donbass bắt đầu. Nội cử cái người đại diện để mà dàn xếp cái cuộc hòa đàm. Chúng ta thấy ông này á, ông làm đại sứ ở của Trung Cộng ở tại Nga 10 năm trời, ông biết đường đi nước bước của ông Putin, và chắc chắn cũng thân tình với ông Putin. Hỏi một người đại diện Trung Quốc mà lo về hòa đàm mà như vậy, thưa quý vị, không lẽ ông đi binh ông Ukraine? Hồi đó giờ ông không rành ông Ukraine mà chỉ rành làm việc 10 năm với cộng sản Putin, thì thưa quý vị, người ta thấy như vậy là không có trung thực rồi, không có thiện chí rồi. Đó, cử phái đoàn, mà cái phái đoàn nếu mà nói theo tiếng đá banh đó, cũng như trọng tài xây cá nại à, thưa quý vị, không ai tin. Đó, bên phía Tây Âu họ trình bày phái đoàn Trung Cộng cũng sẽ ghé thăm các nước láng giềng của Ukraine, nhưng một lần nữa không cho biết chi tiết, mà cũng không nói những cái nước láng giềng của Ukraine, tức là những cái nước trong Liên Âu đó, thưa quý vị, như Ba Lan rồi đó, không có nói tên người ta ra, những nước láng giềng, trong đó cũng có những nước láng giềng mà thân với Trung Cộng. Đó, cái cách ăn nói, cái cách hành động, thưa quý vị, nó không có trung thực, làm cho người ta thấy ông cái giải pháp hòa đàm lần thứ hai của ông Tập Cận Bình, thưa quý vị, chứa rất nhiều những cái mưu mô kêu bằng ngụy hòa để ông Tập Cận Bình giúp cho cái người bạn mà ông gọi là không có giới hạn là ông Putin. Đó là cái nội dung mà anh em chúng tôi xin phép tóm kết lại để trình cùng quý vị. Cái giải pháp hòa đàm lần thứ hai của ông Putin đưa ra liên quan đến cái vấn đề mà Nga xâm lược Ukraine là một cái giải pháp hòa đàm nhiều ngụy hòa hơn là hòa đàm chân chánh, nên chắc chắn nó cũng đi vào cái sọt rác, chứ không có nằm, không có trở thành một cái cuộc hòa đàm mà thực sự của những cái nước, những cái người mà muốn chấm dứt cái chiến tranh ở vùng Ukraine. Đó là điều anh em chúng tôi ghi nhận để trình cùng quý vị, là những nhà báo, thưa quý vị, chúng tôi chỉ dựa vào tin tức trình cùng quý vị để rộng đường dư luận và quyền nhận định về thời cuộc là quyền tối thượng của khán thính giả. Xin thành thật cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phân tích khác. Xin cảm ơn.